Ngoài sức mạnh và kỹ năng của một người chơi, thì thứ khiến cho uy quyền của họ được tăng cao đó chính là danh hiệu. Có thể nói danh hiệu là thứ khiến cho hào quang quyền lực của một chiến binh được lan tỏa. Cũng phải mà đúng không? Bây giờ mấy ông vào game và vác cái danh hiệu YouTuber vào thì nó sẽ ngầu như thế nào? Và trong Lockfoot, những cái danh hiệu đó được gọi với cái tên là Title. Vậy đã có bao nhiêu Title trong tựa game này? Và Title nào là khó lấy nhất? Và mình là Kiên. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về toàn bộ Title trong Lockfoot và làm thế nào để có thể sở hữu được toàn bộ chúng nó nhé. Ở thời điểm hiện tại, trong Lockfoot có khoảng 183 danh hiệu. Trong số đó, 171 cái là bạn có thể đạt được và 12 danh hiệu là không thể đạt được. Lý do vì sao 12 danh hiệu này không thể đạt được ư? Tí nữa đến phần của nó thì mình sẽ tiết lộ. Và để phân biệt thì những danh hiệu được chia làm nhiều màu sắc khác nhau. Mặc dù không có màu sắc nào được cho là danh hiệu quý hiếm nhất, bởi nó có nhiều các thử thách khác nhau và tùy theo quan điểm của mỗi người mà cái danh hiệu đó có được cho là khó nhất hay không. Tuy nhiên thì trong này, màu trắng là những danh hiệu dễ lấy nhất. Và nếu như đạt từng cột mốc danh hiệu nhất định lần lượt như 10, 20, 30, 40, 50, vân vân cho đến 160 thì ở mỗi mốc bạn sẽ có được một màu sắc khác nhau. Và màu sắc như thế nào thì mình sẽ để cái bảng này ở đây để các bạn tham khảo. Lưu ý một chút là danh hiệu sẽ chỉ được áp dụng khi bạn đi qua đến biển 2 và biển 3. Vậy nên khi còn ở biển 1 thì bạn sẽ không có được đâu nhé. Chúng ta hãy đi đến với danh hiệu đầu tiên, The Unleashed. Đây là danh hiệu mà bạn có thể đạt được khi mở khóa Human V2, Unmatched Speed. Nếu như bạn mở khóa tộc thỏ V2 thì bạn sẽ có danh hiệu này, Sea Monster. Nếu bạn nghĩ rằng cái danh hiệu này giết vua biển thì sẽ nhận được là sai đấy nhé. Bạn sẽ có nó khi mở khóa tộc cá V2, Sacred Warrior. Bạn sẽ nhận được nó khi úp tộc thiên thần V2, The Ghoul. Với cái tên này thì chắc hẳn là nhiều bạn sẽ đoán ra được rồi đúng không? Nếu lên được V2 của tộc quỷ thì bạn sẽ nhận được cái danh hiệu này. Tương tự như vậy, khi mở khóa được tộc Cybot V2 thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Cybot. Đó là những danh hiệu mà bạn sẽ có được nếu như nâng cấp toàn bộ các tộc lên V2. Chúng ta hãy đi đến những danh hiệu khi bạn mở khóa V3 nhé. Đối với tộc Human thì bạn sẽ được gọi là Full Power khi lên V3. God Speed sẽ dành cho tộc thỏ. Bạn sẽ được gọi là Warrior of the Sea khi mở khóa V3 của tộc Shark. Perfect Being sẽ là cái tên dành cho Angel. Hellhound sẽ là cái tên được gọi cho Ghoul. Và cuối cùng, War Machine, cỗ máy chiến đấu khi bạn mở khóa V3 tộc Cyborg. Mạnh hơn cả tộc V3, tất nhiên sẽ là tộc V4. Và đây cũng là cái thứ sức mạnh bá đạo nhất trong cái game này. Màu sắc của các title cũng sẽ dựa trên màu chủ đạo của tộc đó. Ví dụ như Berserker là màu đỏ khi mở khóa tộc V4 Human. Thunderbolt, màu xanh lá cây khi có tộc thỏ V4. Leviathan, màu xanh nước biển tượng trưng cho tộc cá V4. His Majesty là màu vàng với tộc Angel. Nightwalker, màu đen dành cho tộc Ghoul. Và Genesis là màu hồng đối với tộc Cyborg. Đến với những danh hiệu tiếp theo, những danh hiệu này sẽ liên quan đến số bao tì của bạn. Và ông nào là người chơi thích đi va chạm hẳn là sẽ quan tâm đến những danh hiệu này. Bạn sẽ được gọi là kẻ săn tiền thưởng khi đạt trên 5 triệu bao tì hoặc điểm danh dự. Và ngoài ra thì có một cái danh hiệu khác được tặng kèm khi đạt được thành tựu này, đó là Pirate Hunter. VIP Pro hơn cả kẻ săn tiền thưởng, đó là Warlock of the Sea. Bạn sẽ có danh hiệu này khi đạt hơn 10 triệu tiền thưởng. Và nếu như lên đến 20 triệu tiền thưởng hoặc hơn, thì bạn sẽ có hai danh hiệu, Emperor of the Sea và Empress of the Sea. Đối với những người chơi làm hải quân, thì nếu như đạt được 10 triệu điểm danh dự thì sẽ được gọi là Admiral và 20 triệu sẽ là Fleet Admiral. Tiếp tục, chúng ta đến với những danh hiệu dành cho công cuộc thức tỉnh. Thức tỉnh ở đây tức là thức tỉnh những trái ác quỷ, vì thức tỉnh của tộc thì mình đã nói ở trên rồi. Bạn sẽ nhận được lần lượt những danh hiệu như Enlightened One, Awakened One, Overheaven và Overhell nếu như thức tỉnh bất kỳ thứ gì. Nếu như thức tỉnh trái lửa thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Flame Fist. Ở trái băng thì danh hiệu Ice Queen sẽ thuộc về bạn. Ngoài ra thì Ice King cũng là một danh hiệu được tặng đi kèm nữa. Nếu muốn trở thành kẻ mạnh mẽ nhất thì hãy đi thức tỉnh trái quét và nó sẽ cho bạn danh hiệu The Strongest One. Thức tỉnh trái ánh sáng sẽ cho bạn danh hiệu The First Light. Trái bóng tối sẽ là Đất Lõ. Thức tỉnh trái nhện thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Spider. Nếu là fan của Thor thì danh hiệu Thần Sấm sẽ thuộc về bạn khi thức tỉnh trái Rumble. The Red Dog. Trái đỏ sẽ là tên gọi của bạn khi trái Magma được thức tỉnh lên V2. Colossal God là danh hiệu dành cho trái Phật V2. Trái cát V2 thì sẽ là Desert Prince. Nếu dùng trái Phoenix thì đó sẽ là The Phoenix. Và cuối cùng, danh hiệu dành cho trái Mochi khi được thức tỉnh lên V2, Bridge Chaser. Và danh hiệu mới nhất được thêm vào trong khoảng thời gian gần đây đó là Innovator. Bạn sẽ nhận được một vài trang phục cùng với danh hiệu này khi tham gia vote cho game Lockfoot tại Roblox Innovation Award 2023. Với hai danh hiệu Picklock Devourer of War và Waylord Toll thì bạn sẽ có cơ hội nhận được nó khi hoàn thành nhiệm vụ các tháng 4 trong Lockfoot bằng cách chơi trò chơi có tên là Blockfoot Dating Simulator. Và tất nhiên, vì tháng 4 đã qua rồi nên là bạn sẽ không còn cơ hội nhận được nó trong khoảng thời gian này nữa. Khi nhập code BitNew vào trong game thì bạn sẽ nhận được danh hiệu tương ứng là BitNew. Nếu như là một YouTuber có tầm ảnh hưởng, gia nhập Discord của Blockfoot, xác thực danh tính của bạn và đạt đủ yêu cầu của họ thì bạn sẽ nhận được danh hiệu này. Theo mình thấy thì đây là danh hiệu có phần hơi khó lấy, vì đa phần người chơi Roblox luôn luôn là nhiều hơn những người chơi làm content mà đúng không? Hơn nữa những điều kiện để các admin công nhận bạn là một content creator cũng khá là khó đạt nữa. Vậy nên, nếu muốn lấy cái title này không phải là bất khả thi, nhưng mà phải mất rất là nhiều thời gian đấy. Những danh hiệu tiếp theo là những danh hiệu để tôn vinh các YouTuber. Mặc dù là bạn sẽ nhận được cái title này nếu như giết họ,
đánh bại YouTuber The Grey Ace thì bạn sẽ có danh hiệu A-Swat. Làm sao để đánh bại ông này thì mình không biết. Tương tự với title Officially a Noob thì bạn sẽ phải đánh bại ông YouTuber có cùng với cái tên này. Với danh hiệu Watergang thì bạn sẽ phải đánh bại YouTuber Dyrock. Ông này giống hệt với NPC Dyrock, người dạy bạn võ người cá V2 trong game. Chúng ta có danh hiệu Don Aesiro Familiar. Bạn sẽ có được nó nếu như đánh bại YouTuber Aesiro. Tương tự với YouTuber Bloxy Gaming thì đó sẽ là danh hiệu Mafia Gang. Với YouTuber Heoruo thì danh hiệu Heoruo Family sẽ thuộc về bạn khi đánh bại anh ta. Magic Slayer là danh hiệu bạn sẽ nhận được nếu như đánh bại YouTuber Magic Bus. Kit Kat sẽ thuộc về bạn nếu như đánh bại Kit Gaming. Ngoài lời một chút thì đây là một YouTuber khá là nổi tiếng, nếu như không muốn nói là nổi tiếng bậc nhất trong các YouTuber làm content liên quan đến Blockfoot. Title Team JC sẽ thuộc về bạn nếu như đánh bại JCWK. Cái danh hiệu này hơi khó lấy vì ông JCWK này săn bounty rất là ghê và gần như là chắc quỷ nào ông cũng đã thành thục combo được. Giết YouTuber Fur999 thì bạn sẽ nhận được danh hiệu El Combo God. Tương tự với YouTuber Me and You thì bạn sẽ nhận được title Nakama Forever. Me and You cũng là một YouTuber khá nổi tiếng về những content chất lượng. Bạn có thể ghé qua để xem kênh của anh ấy nếu cảm thấy thú vị nhé. Đến với title Endless Fantasy, bạn sẽ có được nó nếu như đánh bại YouTuber Ray Joanne. Và cuối cùng là title El Crazy Editor nếu như bạn đánh bại YouTuber Geolet. Anh ta cũng là một trong những admin của tựa game này. Đến với title Rip Family, bạn sẽ có được title này nếu như gia nhập group Blockfoot có cùng tên và nhận một vai trò cao cấp ở trong này. Tương tự với title Red Legend cũng vậy. Chúng ta hãy đi đến với những title tiếp theo. Những title khá là dễ để có thể lấy bởi vì chúng toàn mang màu trắng. Justice Seeker, bạn sẽ có được nó nếu như gia nhập phe hải quân và kiếm bounty. Khi bạn sử dụng hết năng lượng thì bạn sẽ nhận ngay danh hiệu MT Versal. Nếu như bạn bị giết bởi một kẻ địch quá nhiều lần thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Unlucky. Nếu bị một con boss giết chết thì danh hiệu The Vanquished sẽ thuộc về bạn. Nếu như đi raid mà bị boss giết chết thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Fallen Hero. Khi đạt đến cấp độ tối đa của Aura thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Iron Man. Tương tự như vậy, khi bạn đạt đến Haki V2 thì bạn sẽ có danh hiệu Ultra Instinct. Nếu như mua một chiếc đi raid lần đầu tiên thì bạn sẽ nhận được title Mad Scientist. Và mua những chiếc đi raid boss đặc biệt như Boss Lore thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Professor. Ở trong một server hơn khoảng 1 tiếng thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Shadow. Tương tự như vậy, nếu là 4 tiếng thì danh hiệu đó sẽ là The Vampire. 12 tiếng sẽ là Dracula. Đến gặp NPC Todd, sau đó đổi sang tộc khác bằng Fragment thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Grandfather. Gặp NPC Blockster và thay đổi lại chỉ số với giá 2500 DM trong lần đầu tiên thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Jack of OJ. Nếu như bị ai đó tấn công và bạn chỉ còn dưới 50 máu nhưng không chết thì ngay sau đó bạn sẽ nhận được danh hiệu The Undefeated One. Tương tự như vậy, nếu như bạn bị đánh mà vẫn còn sống với lượng máu là 1 HP thì Immortal Being sẽ là danh hiệu dành cho bạn. Tới bàn cờ quán cà phê tại biển 2 và di chuyển một quân cờ, bạn sẽ nhận được danh hiệu The Mad King. Và nếu như bạn đánh bại ai đó trong một ván cờ thì danh hiệu The Mastermind sẽ thuộc về bạn. Nếu nói chuyện với NPC Doghouse ngay tại vị trí của ROE thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Dog. Phá hủy một con tàu bằng pháo trên tàu của bạn thì danh hiệu Ship Destroyer sẽ dành cho bạn. Tiếp theo chúng ta có những title liên quan đến cấp độ. Đạt level 800 thì bạn sẽ có title The Explorer. Level 1000 sẽ là The Adventurer. Level 1200 sẽ là The Mercenary. Level 1600 The Viking. Level 2000 là The Beyonder. Và cuối cùng là level 2400 The Glorious. Mình thì phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm nên là có sai sót chỗ nào thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Nếu như đạt tối đa Master của một thứ vũ khí gì đó như súng, kiếm hoặc phong cách chiến đấu thì bạn sẽ nhận được hai danh hiệu đó là The Master và The Unbreakable Will. Đạt Max Level của một phong cách chiến đấu sẽ cho bạn danh hiệu Fist of Death. Tương tự như vậy với kiếm là Godblade, súng là King Sniper và với trái quỷ là Beyond the Sea. Nếu như bạn đi raid mà không đủ thời gian, tức là vượt quá thời gian quy định thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Broken Heart. Nhưng nếu hoàn thành một đợt raid đầu tiên thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Conqueror. Nếu như đi raid với nhiều người như đồng đội của bạn đã tử nạn và bạn là người duy nhất sống sót thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Last Hope. Nếu như hoàn thành một lần đi raid với thời gian ít hơn 5 phút thì danh hiệu The Supersonic sẽ thuộc về bạn. Ít hơn 3 phút 30 giây thì đó sẽ là danh hiệu The Flash. Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ của NPC Batilo thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Champion. Nếu ngẫm mơ dưới nước thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Tide Warrior. The Torsis sẽ là danh hiệu bạn nhận được sau khi đánh xong sự kiện nhà máy. Tìm được một trái quỷ xuất hiện ngẫu nhiên thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Blessed One. Nếu kết liễu một nhân viên của Blockfoot thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Echo to the Heaven. Và cái danh hiệu này là cực kỳ hiếm luôn nha các bạn. Nếu có 5 triệu Belly thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Rich. Tương tự như vậy, 20 triệu sẽ là Unlimited Money, 50 triệu sẽ là The Richest in the World. Nếu như mua một món hàng từ Master of Aura thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Collector. Nếu như bạn mua kiếm từ Legendary Swoop Dealer thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Swoop Man. Đồng thời danh hiệu The Collector cũng sẽ thuộc về bạn. Đánh bại một con vua biển thì bạn sẽ nhận được title Beast Hunter. Nếu như là 25 con thì nó sẽ thăng cấp lên danh hiệu The Beast. Nếu như chết bởi chất độc thải ra từ sự kiện nhà máy thì bạn sẽ có danh hiệu The Lost Soul. Nếu như đi nhặt rương trên biển 2 và nhận được chìa khóa râu đen thì bạn sẽ chinh phục được danh hiệu Forbidden One. Nếu để một trái quỷ vào trong thanh item của bạn và sau đó chết thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Troll.
ăn một trái ác quỷ vật lý, tức là mang một trái ác quỷ từ trong kho đồ của bạn ra và ăn nó, thì bạn sẽ có được danh hiệu Hidden Power. Giết Don Swain lần đầu tiên sẽ cho bạn danh hiệu Heavenly Devil. Tương tự với Boss Roden sẽ cho bạn danh hiệu The Cursed One. Nếu là Boss Law thì đó sẽ là danh hiệu Beyond Dead. Nếu giết Boss Ghost Captain sẽ là danh hiệu Nighthead. Thả một trái quỷ xuống đất sẽ cho bạn danh hiệu Chaotic. Nhưng nếu như thả trái quỷ xuống biển thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Kraken. Nếu như mua một trái quỷ bất kỳ nào đó từ Blockfoot Dealer thì bạn sẽ có danh hiệu Lavish Living. Nếu như là trái quỷ có giá trị hơn 1 triệu Belly thì bạn sẽ có thêm một danh hiệu khác là Nio. Nếu sở hữu áo choàng râu đen thì bạn sẽ có danh hiệu Wicked Captain. Học võ rồng V1 sẽ cho bạn danh hiệu Dragonborn. Nếu là võ xanh chi V2 thì bạn sẽ có danh hiệu là Burning Leg. Võ người cá V2 thì sẽ là Sharkman. Nếu lấy được thanh kiếm Rengoku thì bạn sẽ có danh hiệu Samurai. Bị một người chơi có cấp độ dưới 800 giết thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Silent. Ngược lại, bị một người chơi full cấp độ giết thì bạn sẽ có danh hiệu là The Executioner. Nếu đánh bại một người chơi có cùng cấp độ thì đó sẽ là danh hiệu The Stalker. Gacha trái quỷ lần đầu tiên tại NPC Blockfoot Gacha sẽ cho bạn danh hiệu Ristacker. Ăn trái quỷ có trị giá hơn 1 triệu Belly sẽ cho bạn danh hiệu Look Out The Raw. Nếu như giết 5 người chơi khác nhau liên tục và nhận được bounty hoặc điểm danh dự từ họ mà bạn không chết một lần nào trong cùng một server thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Unstoppable Force. Tương tự như vậy nhưng là với 20 người chơi khác nhau thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Raging Demon. Đây có thể gọi là danh hiệu khó lấy nhất đối với những ông thích đi săn bounty đấy nhỉ. Nếu giết 2 người chơi cùng lúc thì bạn sẽ có danh hiệu The Protagonist. Còn nếu giết 10 người chơi trong cùng một server thì bạn sẽ có danh hiệu Cold-Blooded. Tương tự như vậy nhưng là với 25 người thì bạn sẽ có danh hiệu Apex Predator. Mở khó võ Superhuman sẽ cho bạn danh hiệu The Killer và Human Weapon. Tương tự như vậy nhưng với tam kiếm Zoro thì bạn sẽ có hai danh hiệu Demon Eye và The Hurricane. Nếu như mở khó một màu sắc Haki bất kỳ thì bạn sẽ có danh hiệu The Enhancer. Nhưng nếu như sở hữu 3 màu Haki Legendary thì bạn sẽ nhận được những danh hiệu khác. Ví dụ như là màu trắng thì đó là True Heart, màu đỏ là Brick Girl of Doom, màu hồng sẽ là Rim Creator. Mua bất kỳ màu Haki nào từ ông Master of Aura sẽ cho bạn danh hiệu Hakasin. Nhưng nếu như sở hữu thanh Yoru và nâng cấp nó lên V3 thì bạn sẽ có danh hiệu Slayer of God. Sở hữu 100 vật chất kỳ dị sẽ cho bạn danh hiệu The Ghost. Tương tự như vậy, 200 vật chất kỳ dị sẽ là Ruler of the Night. 1000 vật chất kỳ dị sẽ là Lonely Reaper. Nếu như sở hữu một crew và lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng của Lockfoot thì bạn sẽ có danh hiệu The Most Wanted. Cũng giống như vậy như crew của bạn lọt vào top 10 và bạn phải ở trong game trong 72 giờ thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Pirate King. Với những danh hiệu liên quan đến các đợt sự kiện, bạn sẽ nhận được title Sogaros. Nếu như nhặt 100 kẹo, 250 kẹo thì đó sẽ là Christmas Spirit, 100 kẹo sẽ là Loco Verde. Và tất nhiên, sự kiện này đã qua từ lâu rồi nên là những ai đã chơi rồi thì mới nhận được. Nếu như giết những tên cướp biển trên lâu đài ở biển 3 và nhận được một trái quỷ ngẫu nhiên thì bạn sẽ có danh hiệu Red Boss. Giết một con boss elite và danh hiệu The Real Deal sẽ thuộc về bạn. Mở khóa Yama sẽ cho bạn danh hiệu Demon Mode. Với Tushita thì sẽ là Celestial Swoopman. Học được võ điện V2 sẽ cho bạn title Raiden. Nếu giết được Rip Indra ở hình dạng thật sự của anh ta thì bạn sẽ có title Shadow Sovereign. Tìm được một cái chiến thánh khi nhặt rương trên biển 3 sẽ cho bạn danh hiệu The Chosen One. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ của NPC Citizen thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Main Character. Nếu như có Haki 7 màu thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Final Hero. Farm 250 xương sẽ cho bạn danh hiệu Skeleton. 500 xương thì đó sẽ là danh hiệu Undead Lỏ. Và 2000 sẽ là Dead King. Nhưng mà theo như mình biết thì ở thời điểm hiện tại, hình như hai cái danh hiệu này đã không còn được áp dụng nữa thì phải. Đánh bại Soul Reaper một lần thì bạn sẽ nhận được danh hiệu Shinigami. Nếu như nhận được chiến thánh hay cái đấm lửa này từ việc cầu nguyện tại ngôi mộ thì bạn sẽ nhận được danh hiệu The Devil Luck. Giết Kray Prince thì bạn sẽ có danh hiệu Dark Commander. Và cuối cùng đó là giết Dokin thì bạn sẽ có danh hiệu Dokin. Đó là những danh hiệu mà người chơi bình thường như chúng ta có thể đạt được. Vậy còn những danh hiệu mà không thể chạm tới thì sao? Chúng ta có 12 danh hiệu và những danh hiệu này là những cái tên khác dành cho các admin trong game. Và tất nhiên vì là tên của họ nên là chúng ta không thể nào mà chạm tới được rồi đúng không? Đầu tiên chúng ta hãy đến với danh hiệu Blockfoot Official. Cái này thì chỉ khi nào bạn trở thành đồng sở hữu của tựa game này thì bạn sẽ nhận được danh hiệu đó. Đồng thời, điều này cũng sẽ là tương tự với danh hiệu Owner. Với danh hiệu El Rodolfo Official thì bạn sẽ phải trở thành một admin trong game. Nếu như là một người chơi trải nghiệm của tựa game, tức có nghĩa là một người chuyên đi tết lỗi trong game thì bạn sẽ có danh hiệu Festy Hester. Và những danh hiệu còn lại sẽ thuộc về các admin và đó cũng sẽ là tên gọi khác của họ trong tựa game này. Mình sẽ để tên của họ ở dưới này cho các bạn xem nhé. Vì tên của họ nó khá là bù bù lờ mao và nếu mình đọc thì nó sẽ thành trò hề mất. Nên là các bạn có thể tự mình tham khảo ở đây. Và đó cũng là toàn bộ những danh hiệu hiện đang có mặt trong Lockfoot. Để mà lấy được toàn bộ những danh hiệu game cho phép chúng ta lấy thì sẽ rất là cực và mất thời gian đấy. Và làm cái video này thì cũng khá là khổ nữa. Vậy nên là tại sao lại không vả vào mặt mình một like một sub để mình có động lực trong những video tiếp theo nhỉ? Mình là Kiên. Cảm ơn và hẹn gặp lại.